Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Fezovit AP do An Phát sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Fezovit AP cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Fezovit AP có thành phần là sắt fumarat, acid folic, inulin, vitamin B12, vitamin B6. Fezovit AP được bào chế dưới dạng viên nang mềm. Fezovit AP mang lại cho người dùng công dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị trong các trường hợp thiếu máu, tăng nhu cầu tạo máu ở phụ nữ có thai phụ nữ cho con bú, người suy dinh dưỡng, thời kỳ hậu phẫu, dưỡng bệnh, bổ sung chế độ ăn thiếu sắt, axit folic và các vitamin nhóm B. Sản phẩm Fezovit AP được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Fezovit AP được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, dùng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi. Uống mỗi lần một viên, ngày uống 1 đến 2 lần. Chống chỉ định khi sử dụng Fezovit AP không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Fezovit AP, đồng thời biết cách sử dụng Fezovit AP sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.